Chào mừng các bạn trở lại kênh Duy Thân Food. Hôm nay mời các bạn cùng mình làm bánh bông lan bơ lá dứa nha. Món bánh mềm, xốp, thơm ngon với mùi lá dứa và bơ đặc trưng. Và cách làm món này cũng rất là dễ dàng luôn. Nếu bạn nào thích xin mời cùng vào bếp để thực hiện với mình nha. Đầu tiên mình sử dụng 250g bơ nhạt. Mình cắt nhỏ mình cho vào âu nè. Rồi mình để nó tự mềm ở nhiệt độ phòng nha các bạn. Thêm 140g đường. Đường này là đường icing. Nó là đường bột đó các bạn. Nếu không có đường cát các bạn cho vào máy xay mình xay nhuyễn nha. Để nó dễ tan hơn. Cho hai nguyên liệu vào chung với nhau. Mình sẽ dùng máy đánh trứng. Mình đánh với cấp độ thấp. Đánh cho phần này nó tan đường nè. Cũng như cho phần bơ nó bông lên. Đầu tiên nó sẽ hơi văng nha, các bạn nhớ đánh cái cấp độ thấp nhất. Mình sẽ đánh cho phần bơ nó bông lên luôn, khi nào mà bơ nó chuyển qua màu nhạt hơn lúc đầu là được nha các bạn. Mình chỉ cần đánh với cấp độ thấp thôi, khi nào mình thấy phần bơ nó chuyển qua màu nhạt hơn lúc đầu là được. Mình cũng không đánh tới quá nha. Nè, phần bơ đã bông lên nè và đã chuyển qua màu vàng nhạt rồi nè. Vậy là được rồi. Mình vét sơ thành nâu nè. Rồi mình sẽ cho cái phần lòng đỏ trứng vào. Trứng mình sẽ sử dụng trong đây là 4 trứng, nhưng mà mình sẽ tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Mình cho lòng đỏ vào đây trước. Mình cho từ từ á và mình đánh đều. Cái lòng trắng mình sẽ để riêng một tí nữa, mình sẽ đánh bông phần lòng trắng riêng. Mình cho từ cái vào đây mình đánh cho nó không có bị văng đó các bạn. Vẫn đánh với cấp độ thấp nha. Sau khi mình cho hết lòng đỏ vào và mình đánh đều rồi nè, mình dùng phới dẹt á, mình vét sơ cái thành nâu để mình chuẩn bị mình cho bột vào đây luôn. Mình sẽ cho phần bột qua đây để nó không có bị vón cục. Mình sử dụng 200g, cái này là bột mì đa dụng. Và mình thêm 5g bột nổi, bột baking powder các bạn. Bánh bông lan nó sẽ có hai loại, bánh nhẹ và bánh nặng. Và bánh này là nó thuộc loại bánh nặng nha các bạn, nó rất là nhiều bơ. Mình phải sử dụng thêm bột nổi á, thì bánh nó mới nở được. Chứ đánh lòng trắng trứng không thì nó không có nổi bánh này nổi đâu nha. Mình cho vào 70ml nước cốt dừa. Nếu không có nước cốt dừa các bạn có thể thêm vào bằng sữa tươi cũng được nha. Mình sẽ dùng phới mình trộn đều lên trước nè. Rồi mình mới cho cái máy đánh vào mình đánh tiếp. Nếu mà các bạn không có máy đánh trứng á, mình có thể dùng phới lòng mình đánh cũng được nha. Lúc đánh bơ nè, mình cũng dùng phới lòng được luôn. Không cần phải dùng máy đánh, nhưng có máy đánh thì sẽ tiện hơn. Mình vẫn đánh với cấp độ thấp nhất. Đánh khi nào phần bột và bơ nó hòa quyện với nhau á, thành một khối đồng nhất là được. Sau khi mình đã trộn đều rồi nè, mình sẽ cho màu vào đây. Mình sử dụng khoảng 2 muỗng cà phê tinh chất lá dứa. Cái phần này các bạn sẽ có thể gia giảm cái màu mình cảm thấy mình màu xanh nó đạt màu vừa ý là được. Lưu ý là khi nướng nó sẽ lên màu đậm hơn trong lúc này nha. Phần này các bạn có thể gia giảm tùy thích. Tiếp tục mình đánh cấp độ thấp nhất, mình đánh cho cảm thấy nó đều màu là được nha các bạn. Vậy là được rồi nè, mình sẽ để qua một bên mình đi đánh lòng trắng trứng. Nhớ rửa que đánh và lau cho khô nha, mình mới chuyển qua mình đánh lòng trắng trứng nha các bạn. 4 lòng trắng trứng nè, mình sẽ cho vào đây vài giọt nước cốt chanh á. Đầu tiên mình sẽ đánh với cấp độ thấp nhất luôn. Mình đánh khi nào mình thấy nó nổi bọt lên á, mình sẽ cho đường vào. Đường này mình vẫn sử dụng là đường bột luôn nha các bạn, cái phần này là 50g. Mình cho vào từ từ, vừa cho vào vừa đánh nè. Mình chia làm 2-3 lần á, mình cho vào, đừng cho vào một lần nha.
Trong lúc này các bạn có thể tăng lên cấp độ trung bình. Sau khi cho đường vào hết thì mình đánh cấp độ cao nhất. Đánh khi nào mà cảm thấy nó phần lòng trắng trứng nó bong đặc là được, nó có thể tạo chớp là được các bạn. Nó giống như mình làm các loại bánh bông lan khác gì đó. Lưu ý là đừng đánh tới quá nha, mình đánh tới quá nó dễ bị tách nước lắm. Vậy là được rồi nè. Mình sẽ đem qua mình trộn lại với phần bột. Mình sẽ chia phần lòng trắng trứng ra làm 3-4 lần á, mình cho vào để mình trộn bột. Mình chia khoảng chia làm 3 làm 4 gì cũng được. Lúc đầu thì mình trộn bình thường thoải mái không sao cả. Nhưng mà từ lúc lần thứ hai các bạn phải trộn theo thao tác mà trộn trộn lòng trắng trứng và bánh bông lan. Là mình phải dùng phới mình đảo từ trên thành mình đảo xuống đáy và úp ngược lên. Trộn vậy nó sẽ không có bị vỡ bọt khí á. Tiếp tục mình cho hết phần còn lại. Phần này các bạn phải trộn cho dứt khoát và trộn cho đều nha. Nè, mình chia làm 3 lần, đây là phần cuối cùng nè, mình cho vào hết luôn. Lúc này các bạn nên trộn cẩn thận nha. Vét từ bên thành, vét xuống đáy âu và úp ngược lên. Mình cứ làm như vậy đến khi nó hòa quyện với nhau hết là được. Đối với bánh này, khi mình cho hết lòng trắng trứng và mình trộn đều, phần bột thành phẩm nó sẽ đặc hơn bánh bông lan bình thường nha các bạn. Đặc hơn bánh bông lan mà mình bánh bông lan nhẹ, cái loại mà mình không dùng bột nở đó, bánh này sẽ đặc hơn. Sau khi đã trộn đều rồi nè, mình cho vào khuôn luôn. Khuôn mình sử dụng là khuôn 20 cm, mình đã lót sẵn cái giấy nến rồi đó. Mình sẽ cho hết cái phần hỗn hợp mình đã trộn đều nè, mình cho vào đây mình đem đi nướng. Lò nướng các bạn nên khởi động trước để cho nó đều nhiệt độ nha. Ở nhiệt độ 175 đến 180 độ, mình mở trước 15 phút á. Nó sẽ tùy lò. Bánh này sẽ nướng ở 175 cho tới 180 độ C. Khoảng 45 cho đến 50 phút. Mình cho hết phần hỗn hợp vào nè. Mình dùng cái phới dẹt nè, mình tráng cho đều trên mặt. Do bột hơi đặc á, nó sẽ không có tự ấy được. Xong là mình cho vào lò nướng, mình nướng luôn. Với lò nướng của mình thì mình nướng ở 180 độ C và 45 phút. Trong thời gian nướng, khi chưa đủ thời gian mà các bạn thấy á, trên mặt bánh á, màu vàng đã vừa ý rồi á, mình không muốn vàng thêm thì mình có thể lấy một miếng giấy bạc á, mình che lên trên nha. Sau khi nướng đủ thời gian, các bạn có thể thử bằng cách dùng tăm á, mình châm vào trong bánh á, mà mình lấy ra mình thấy nó khô ráo không dính bột là được. Bánh sau khi nướng xong, các bạn để nguội khoảng nửa tiếng cho bánh nó săn lại á, mình sẽ dễ lấy ra khỏi khuôn hơn. Đây là phần bánh mình đã nướng xong rồi, để nguội nè, mình lấy ra mình cắt cho các bạn xem nha. Bánh rất là thơm luôn, thơm mùi bơ nè, thơm mùi lá dứa nữa, mềm xốp, bên trong màu rất là đẹp luôn các bạn. Đối với loại bánh bông lan mình sử dụng bột nở, khi nướng nó sẽ nứt mặt chút ít, nó sẽ không sao đâu nha các bạn. Khi mà mình lấy ra mình để nguội á, bánh săn lại á, thì những cái đường nứt nó cũng khép lại ha. Chỉ hơi nứt thôi, với nứt nhiều quá thì mình phải xem lại nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Nếu thấy thích nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.